vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Cán bộ hãy đặt mình vào vị trí người dân thay vì đùn đẩy việc do sợ sai. Quý vị và các bạn thân mến, cán bộ né tránh đùn đẩy trách nhiệm do sợ sai giờ như bệnh mãn tính lây lan xuống từng địa phương đến tận cấp phường xã trước sự bất lực của không ít người đứng đầu. Tháng trước là trên diễn đàn Quốc hội, còn mấy hôm nay là ở các phiên họp Hội đồng Nhân dân của các địa phương. Ở đâu cũng nghe lãnh đạo tỉnh, thành than vãn chuyện cán bộ của mình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm không dám làm do sợ sai. Lấy ví dụ như Thừa Thiên Huế, tại kỳ họp lần 6 khóa 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc ngày 13 tháng 7, cả ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đều đã chỉ ra và thừa nhận một thực trạng, chất lượng một bộ phận cán bộ công chức có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, thiếu trách nhiệm, gây ách tắc, chậm trễ trong giải quyết công việc. Và theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương thì đây là một trong những lý do dẫn đến việc kinh tế của địa phương này chưa phát triển như mong muốn trong 6 tháng đầu năm 2023. Hay tại Đà Nẵng, trong hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khai mạc ngày 12 tháng 7, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy Đà Nẵng cho biết tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình thực thi công vụ đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra, là một lực cản và không đề nghị các đại biểu dự hội nghị đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng này. Giải pháp khắc phục tình trạng này thời gian qua, từ trung ương đến địa phương đưa ra cũng rất nhiều. Mới nhất là Bộ Nội vụ đang làm dự thảo nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trước đó, tỉnh Thanh Hóa với một chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ kiên quyết đề xuất điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Là văn bản thể hiện tính nghiêm minh và sốt ruột của người đứng đầu, chứ thực tế để xác định hay bắt tận tay, say tận cánh, một cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy công việc vì sợ sai, để mà điều chuyển hay loại bỏ họ cũng không hề dễ. Nhưng có một gợi ý rất đáng để suy ngẫm rồi làm thử là cán bộ phải đặt mình vào vị trí của người dân, doanh nghiệp để từ đó có cách xử lý linh hoạt, hài hòa trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Đó là lời của ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân ngày 13 tháng 7 khi ông nói về những con số ấn tượng về thu hút đầu tư của địa phương này trong 6 tháng đầu năm 2023, cùng nhiều thành quả liên quan khác mà ông có đóng góp một phần nhỏ trong đó. Dự án chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh phát sinh lãi vay 1.500 tỷ đồng, ai chịu? Quý vị và các bạn thân mến, dự án ngăn chiều chống ngập 10.000 tỷ đồng của thành phố Hồ Chí Minh phải đưa vào hoạt động từ năm 2018, nhưng đến nay dự án vẫn trong tình trạng chơ gan cùng tuế nguyệt, lãng phí rất lớn. Sự chậm tiến độ của dự án đã khiến vốn đầu tư tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó lãi vay phát sinh hơn 1.500 tỷ đồng và mỗi ngày phải trả thêm tiền lãi 1,46 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 6 năm 2016 do Tập đoàn Trung Nam làm đầu tư theo hợp đồng BT. Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, hẹn 3 năm nhưng 7 năm vẫn chưa thể hoàn thành. Vì kéo dài nên đến cuối tháng 5 năm 2023, tổng lãi vay phát sinh là hơn 1.519 tỷ đồng. Chưa kể nếu tiếp tục trễ hẹn thì mỗi ngày trả khoảng 1,46 tỷ đồng tiền lãi. Thiệt hại quá lớn, quá sốt ruột. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc thi công chậm trễ của mình, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, rất nhiều thứ cản trở khiến cho dự án bị ảnh hưởng tiến độ. Không nhà đầu tư nào dại dột cố tình triển khai thực hiện dự án chậm trễ để bị tăng lãi vay, tính tiền tỷ hàng ngày, mà vì không thể làm nhanh được do gặp phải nhiều vướng mắc. Có những việc vượt ngoài tầm kiểm soát và quyết định của nhà đầu tư mà thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của chính quyền. Nếu chính quyền không giải quyết, không thể tiếp tục triển khai dự án.
Ví dụ một vài vướng mắc như giữa năm 2018, chủ đầu tư dự án thông báo tạm ngừng thi công khi đã hoàn thành được khoảng 70% tiến độ công việc. Nguyên nhân là chính quyền thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện tái cấp vốn. Dự án hiện đạt khoảng 93% khối lượng, tạm dừng thi công từ cuối năm 2020 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành, hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6 năm 2020. Đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành dự án, nhưng chủ đầu tư chờ được Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Việt Nam BIDV cấp vốn và giải ngân. Chưa kể một số vướng mắc khác như phương thức thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất, cái gọi là vướng mắc xuất hiện trong nhiều công trình, dự án gây lãng phí, thiệt hại vô cùng lớn, cho dù ai chịu trách nhiệm thì cũng là sự mất mát chung cho toàn xã hội. Xin nhắc lại lời của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp tình hình kinh tế xã hội chiều ngày 28 tháng 4. Chúng ta chỉ gia hạn thời gian hoàn thành dự án này đến hết năm nay, không còn thời gian nữa để lùi nên phải khẩn trương. Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tập trung tham mưu, các sở ngành phải tham gia tích cực. Chúng ta giữ mốc đến cuối năm nay hoàn tất dự án. Đừng lùi nữa, chủ đầu tư và thành phố ngập trong lãi vay, còn người dân thì ngập trong nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo làm sai hồ sơ để trúng 6 gói thầu ở Quảng Ninh. Thưa quý vị, khi nghe cấp dưới báo cáo không thể điều chỉnh báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới phải làm bằng được đầy đủ điều kiện dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, công ty IC và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 13 người khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị truy tố bà Lê Thị Phú, nguyên Phó trưởng phòng quản lý giá, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh và ông Lương Văn Tám, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Sở Y tế, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2023, bà Nhàn đã nhận án 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Trong vụ án này, kết luận điều tra cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ công ty IC không đủ năng lực tài chính. Nếu dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, công ty sẽ không trúng thầu. Dù vậy, để công ty IC, công ty Mofa, công ty do bà Nhàn thành lập, trúng 6 gói thầu dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn đã chỉ đạo ông Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng, điều chỉnh hệ số thanh toán nợ ngắn hạn trong các báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 để tham gia dự thầu, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Trương Thị Loan, Trưởng Ban Quản lý Dự án 3 và nhân viên công ty IC, công ty Mofa thông đồng với chủ đầu tư, công ty định giá Simeco trong quá trình thành lập. Trong quá trình lập, xác định danh mục mua sắm, thẩm định giá gói thầu, phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu. Kết quả điều tra cho thấy công ty IC trúng các gói thầu nhưng báo cáo tài chính 3 năm 2010 đến 2012 của công ty IC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc IC và Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng, ký cung cấp cho chủ đầu tư không đúng với báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế. Báo cáo tài chính thực tế gửi cho cơ quan thuế các năm 2010, 2011, 2012 có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn dưới 1. Bà Nhàn đã chỉ đạo ông Đỗ Văn Sơn điều chỉnh tăng tài sản ngắn hạn và điều chỉnh giảm nợ ngắn hạn trên các báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 để hệ số thanh toán nợ lớn hơn hoặc bằng 1. Sau đó thuê công ty kiểm toán KTV xác nhận với mục đích đủ điều kiện dự thầu. Kết luận điều tra cho rằng công ty IC đã gian lận vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu. Theo lời khai của ông Đỗ Văn Sơn, thời điểm cuối năm 2013,
Bị can được bà Nhàn gọi lên phòng làm việc và chỉ đạo điều chỉnh hệ số thanh toán nợ ngắn hạn lớn hơn 1, nghĩa là tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn phải lớn hơn 1 tại báo cáo tài chính của công ty AIC từ năm 2010 đến năm 2013 để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và tham gia đấu thầu của công ty AIC. Theo lời khai của Đỗ Văn Sơn, thời điểm đó bị can trả lời bà Nhàn rằng không thể điều chỉnh được vì thực tế hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của công ty AIC chỉ xấp xỉ bằng 1 và báo cáo tài chính các năm cũng đã nộp cho cơ quan thuế. Nghe báo cáo vậy, bà Nhàn chỉ đạo với ý làm thế nào thì tự mà lo liệu. Bị sếp mắng, ông Đỗ Văn Sơn quay về phòng làm việc, chỉ đạo Lê Thị Hương, phó trưởng phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp, thực hiện theo chỉ đạo của bà Nhàn. Khi Hương nói, bây giờ làm sao điều chỉnh được, ông Đỗ Văn Sơn đáp, mình không còn cách nào khác, phải làm thôi. Vẫn theo kết luận điều tra, để đảm bảo cho công ty IC và công ty MOFA trúng thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với chủ đầu tư về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị mua sắm, đồng thời sử dụng nhà thầu trong hệ sinh thái và các công ty đối tác ngoài hệ sinh thái làm quân xanh để dự thầu. Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã để anh trai là Nguyễn Anh Dũng đứng tên tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty Phúc Hưng để ký hồ sơ dự thầu làm quân xanh cho công ty AIC trúng thầu. Kết quả công ty AIC trúng 4 gói thầu, công ty MOFA trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị bệnh viện sản nhi với tổng số tiền 232,19 tỷ đồng. Thông qua việc trúng 6 gói thầu, bà Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, ngoài bà Nhàn còn một số bị can khác trong vụ án này cũng đang bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra. Vì vậy, cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.